Kính thưa các thầy cô cùng các bạn hiệp sinh thân mến, em là Nguyễn Huỳnh Anh Thư, hiệp sinh lớp 7A1, trường Trung Hiệp Cơ sở Ân Hảo Tây. Và món quà em mang đến cho các thầy cô cùng các bạn trong buổi giới thiệu sách ngày hôm nay là bộ sách Kể Chuyện Bác Hồ của nhà xuất bản Giáo Dục. Vâng, có một câu hát đã từng làm say sưa, xúc động bao thế hệ thiếu niên, nhi đồng. Hơn nửa thế kỷ nay vẫn được chúng em hát lên, hát mãi để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ vô hạn. Vì sao trái đất nạn ăn tình, nhắc mãi tên nguồn Hồ Chí Minh. Như một niềm tin, như dũng khí, như lòng nhân nghĩa đức hy sinh. Hồ Chí Minh, người là niềm tin, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam. Người là tấm gương ngời sáng cho bao thế hệ phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Người vẫn sống mãi trong hàng triệu trái tim người dân Việt Nam, hôm nay và mai sau. Đấy là thông điệp mà nhà xuất bản Giáo Dục muốn gửi đến chúng ta qua cuốn sách Kể Chuyện Bác Hồ do tác giả Trần Ngọc Linh và Lưu Văn Phú sưu tầm và tuyển chọn. Cuốn sách có khổ 14x20cm, dày 275 trang. Trên bề mặt có in hình ảnh Bác đang ngồi đẹp sách cho các em nhỏ nghe. Cuốn sách cũng có màu rất giản dị, mộc mạc, như đã nói lên một phần nào con người của Bác. Các bạn ạ, hãy cùng em lật từng trang sách để lòng ta theo dấu chân người. Đến với tập 1, bằng những ngôn ngữ, với câu chuyện mà tác giả đã khắc họa lên thời niên thiếu và những nét son nổi bật trong cuộc đời Bác. Những câu chuyện trên cuốn sách thật cảm động, đồng thời cũng là bài học vô cùng quý báu, sẽ đưa các bạn ngược thời gian trở về với làng Sen, làng Chùa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi Bác đã sinh ra và lớn lên. Với những năm tháng Bác đấu tranh không hề mệt mỏi vì quyền tự do con người, vì hòa bình trên thế giới. Hơn nữa, chúng ta còn cảm nhận được những tình cảm nồng nàn nhân ái mà Bác dành tặng cho quê hương đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt, dù Bác rất bận, nhưng Bác vẫn luôn quan tâm, dành tình cảm yêu thương đặc biệt cho các thiếu niên nhi đồng. Từ trang 113 cho đến trang 121, có thể cho thấy hình ảnh Bác Hồ kính yêu người cha già với đàn con thơ. Câu hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh" ấy luôn vang vọng thổn thức trong lòng em cũng như các bạn khi đọc cuốn sách Kể Chuyện Bác Hồ. Để xứng với lòng mong muốn của Bác, em đang ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những con người có ích. Cùng em lật tiếp tới trang 129, đến những trang cuối cùng của cuốn sách là những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Cuộc đời 79 mùa xuân với 60 năm hoạt động cách mạng của Bác là cả một kho chuyện đầy hấp dẫn. Bác đã đi rất nhiều nước như Pháp, Nga, Anh, Trung Quốc, làm rất nhiều nghề như phụ bếp, rửa ảnh, sơn, vẽ đồ cổ, viết báo. Không những thế, Bác còn thay đổi cả họ và tên như ông Ba, ông Nguyễn để đánh lạc hướng của những kẻ thù. Càng đọc đến những trang cuối cuốn sách, em càng xúc động và thương Bác vô cùng. Những cảnh tù đầy tra tấn dã man của thực dân nói lên trên cơ thể gầy gò của Bác. Nhưng Bác vẫn không khuất phục, Bác thà chết chứ không chịu làm nô lệ, chịu mất nước. Các bạn ạ, Bác đã làm được. Và bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã chứng minh được điều đó. Bác đã đấu tranh, tìm lại độc lập cho dân tộc Việt Nam, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho thế hệ trẻ chúng ta hôm nay. Đọc xong cuốn sách Kể Chuyện Bác Hồ, em cảm thấy yêu thương Bác nhiều hơn, yêu dân tộc, yêu quê hương đất nước và sẽ cố gắng ra sức học tập, góp phần nhỏ bé vào xây dựng đất nước như lời Bác Hồ kêu gọi. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.
Hy vọng qua phần giới thiệu lần này của em mang lại cho các thầy cô cùng các bạn những bài học bổ ích, lý thú, cho các bạn có thêm nhiều kiến thức về Bác hơn, luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Ở lứa tuổi khác nhau, các bạn có thể tìm và đọc cuốn sách kể chuyện Bác Hồ. Vậy các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy tìm và đọc và có thể đến ngay với thư viện nguồn tri thức của trường trung học cơ sở của chúng em đây.